Vừa qua, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị khoa học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tại hội nghị, đông đảo các nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học đã chia sẻ trao đổi những vấn đề liên quan đến đào tạo nhân lực như là mô hình đại học điện tử, việc hợp tác nhà trường và doanh nghiệp, các hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Trung ương, Chính phủ đều quan tâm đề cập từ rất sớm và có những chỉ đạo rất cụ thể để cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là xu thế chung mà thật sự trở thành nền tảng của đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển cách mạng công nghiệp 4.0. Trong số các cơ sở đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã có nhiều đổi mới mô hình đào tạo, có giải pháp thiết thực gỡ nút thắt trong phát triển công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trong thời gian tới, việc đào tạo nhân lực là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững và tiếp cận thành công cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới trong các cơ sở đào tạo để đảm bảo yêu cầu giai đoạn mới của cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong xu thế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng chuyển dịch về dòng vốn đầu tư, lao động.